Xác thân giả tạm có đâu màng, chỉ mừng làm thuyền để qua gian. Khi đã lên bờ rồi phải bỏ, đâu còn tiếc nó để đeo mang. Chào quý đồng đạo, nghĩ vì sanh tử là việc lớn, cái mai không đến nhiều lần. Cho nên mặc dù trong người tôi hiện giờ còn bệnh, song mỗi phiên giảng trong mấy ngày rằm 30 tôi vẫn tiếp tục như thường, với cái định ý muốn cho sự nghe của đồng đạo không bị gián đoạn một kỳ nào, để được gia tăng sức mạnh tin tưởng hơn xưa, hầu có hăng hái giữ lấy mọi việc làm tốt đẹp trên đường đạo đức. Hơn nữa, trên đời có sự chi vui bằng việc lành, không gì lớn hơn cái đạo mà từ cổ chí kim các đấng siêu phàm đều sống trong đó một cách tự tại và có đủ phương tiện đi lại khắp nơi phổ độ chúng sanh mê muội. Thưa đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về sự nên mừng và nên bỏ, để chúng ta nhận xét mà đi đến mục đích của đạo Phật. Nên mừng chỗ nào, nên bỏ chỗ nào? Nên mừng cho chúng ta sanh trong cõi ác trược, được mang thân người phải gắng sức tu tiến cho khỏi thối hóa trở lại. Nên mừng cho chúng ta sanh trong cõi mê mà được biết tỉnh ngộ, tu hành cho đến chỗ rộng thông sáng suốt. Nên mừng cho chúng ta gặp sự khổ não mà vẫn được vui vẻ hăng hái tu hành đến chỗ giải thoát. Và nên mừng cho chúng ta sanh vào đời mạt pháp, tuy rằng phải chịu muôn ngàn sự thống khổ đưa lại, nhưng còn được diễm phúc gặp Đức Thầy và các vị tiên Phật Thánh Thần, nhủ lòng từ bi đem pháp cao siêu mầu nhiệm hóa độ chúng ta. Như thế cũng là một dịp may hiếm có cho chúng ta tu hành. Trước cứu tổ tiên cha mẹ được siêu thăng, sau độ mình khỏi chốn nê lê trầm nịch. Những việc ấy nếu chúng ta không lấy làm mừng thì đứng trước bao nhiêu sự khó khăn gai ngạnh, cũng như mọi việc thử thách của đời, hẳn chúng ta không kiên tâm trì chí được. Như thế đối với sự tu hành và lời của Đức Thầy đã dạy bảo, chúng ta khó làm cho trọn vẹn. Còn chúng ta nên bỏ là bỏ tất cả những việc ác của thân, của miệng, của ý, vì nó hay làm cho người chìm đắm trong cõi mê đồ dục lạc. Nên bỏ tánh phân biệt nhân ngã, thói hống hách kiêu căng, vì nó hay làm cho người mất hẳn lòng từ bi khoan thứ. Bỏ tất cả tham lam đố kỵ, vì nó hay xô người vào hố rẻ chia tội lỗi tồi tệ dã man. Bỏ tất cả sự câu nệ cố chấp, vì nó hay làm cho người ngu đần dốt nát. Bỏ tất cả lòng vị tư phân biệt tà chánh, vì nó là mối đầu của hố thù giữa nhân loại chúng sanh. Bỏ tất cả sự dạy tà dối mị, vì nó chuốc lấy cho người cái sống hèn hạ. Và chúng ta cứ bỏ những gì
mà giới luật đã cấm, cũng như phải làm hết các việc trong kinh giảng từng khuyến khích. Như vậy, việc nên mừng và nên bỏ ấy là điều hữu ích và cũng cần thiết cho mỗi người của chúng ta trong lúc đeo đẳng tôn chỉ Phật giáo. Thưa đồng đạo, giả chăng người sanh trong cõi đời có thể nói toàn làm tôi mọi cho thân xác, dù bậc vua quan cũng phải chịu với sự đòi hỏi sai khiến của nó, thúc giục người sanh đủ trăm mưu ngàn kế mong đạt mọi lợi lộc, đặng tô trám cho ngũ dục, mà đến ngày kia nó cũng chỉ theo hơi thở cuối cùng của kiếp vô thường, không đem theo được vật chi cả. Nói rõ hơn, khi chết tất cả vật hữu hình của người đã tạo ra đều bỏ hết, chỉ trở lại tay không cũng như hồi mới sanh ra vậy. Xét đến chỗ đó, thử hỏi sự cạnh tranh thắng phụ của con người lúc bình thời còn có ý nghĩa gì đối với ngày chết, nếu toàn là những hành động bất chánh. Huống chi sự sanh tử là một việc tồi tàn nhơ nhớp, vì thể chất của thân vốn bẩm thọ mọi sự tanh hôi. Từ mới tượng hình cho đến khi già chết, nghĩa là xác thân do sự cấu hợp tinh quyết mà thành. Khi thành rồi, do mọi vật bổ dưỡng cho mà được sống. Những chất ấy khi vào trong thân người đâu có thứ nào được sạch sẽ. Nên có câu của Tổ Ưu Ba Cúc Đa nói: sanh tử chi pháp thậm khả ác tiện, du như phận uế đa thiểu giai xú. Nghĩa là vật của sanh tử rất nên xấu hèn, như phẩn dơ dù nhiều ít cũng đều hôi thối cả. Thật thế, thân người không luận nam nữ, tuy rằng bên ngoài ăn mặc tốt đẹp, dáng vẻ mỹ miều, nhưng bên trong chứa đầy đồm đạnh cất đái, đi đâu cũng mang theo sự dơ bẩn, còn hơn cầu xí. Lại sau khi chết, thân ấy lần lượt sình dẫy lên, rồi mũ máu rịnh chảy theo cửu khiếu, rùi lằn đánh hơi bu núc, dòi tựa lúc nhúc đục ăn, toàn cả châu thân xanh nám lầy lụa, với mùi hôi thối ấy bưng mũi không ai dám gần. Như vậy còn cho xác thân là đẹp đẽ nữa chăng, hay chỉ thấy nó là một cái trăn cùm tội lỗi của kiếp người, dù phải bỏ đi cũng không tiếc, hà huống những việc phụ thuộc của nó thì có chi phải bệnh rịnh. Vả lại, cái sống chết, cái ghê tởm ấy, nó không chỉ mới đây mà nó diễn đi diễn lại hàng muôn triệu lần có thừa. Nên Phật xưa có nói: mỗi một chúng sanh sanh ra mỗi lần một xác, từ vô thủy đến nay nếu những xác ấy đem chồng lại thì cao ngất như núi. Mà hễ mỗi lần sanh ra là mỗi có cha mẹ, vợ con quyến thuộc, mà càng nhiều đời nhiều kiếp như vậy thì trên địa cầu này hẳn chỗ nào mình cũng có sanh cư đến đó cả. Vì thế nên Phật xưa có nói: cả thải chúng sanh đều là bà con quyến thuộc với nhau nhiều đời thật chí lý. Nhưng những kiếp qua hình ảnh của nó đã mất đi, hơn nữa vì bị màn vô minh che đậy làm cho chúng sanh quên hết việc trước của mình, thế mới vui làm những việc thù hằn tội lỗi với nhau mà không biết thương yêu nể sợ. Thưa đồng đạo, vì muốn đồng đạo cũng như tôi đều nhận biết xác thân là mộng huyễn, là trăng cùm
không còn quá vì nó mà làm những việc tội lỗi. Phải tin rằng ngoài thân phàm này còn có thân kim cang của tiên Phật được bền bỉ tốt đẹp hơn, và mọi sự sanh cư đầy cao nhã, chúng ta có thể đến đó được. Nếu chúng ta không mến giả thân và cứ làm theo những lời khuyên răn dạy bảo của thầy tổ một cách chắc chắn, không hề có sự nghi ngờ, nhưng muốn có sự hành đạo của mình không sai chạy, thì không có phương pháp nào hơn là cần phải khép vào khuôn khổ của giới luật, vì nó có mãnh lực chặn đứng các làn sóng vật dục và mọi sự mờ quáng của người. Có bài kể rằng: giới như minh nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, sa trần bồ tát giới, do thị thành chánh giác. Nghĩa là giới tỏ bằng nhật nguyệt, cũng như chuỗi anh lạc bồ tát ví sa trần, nhờ đó thành chánh giác. Huống nữa, giới luật ví như hàng rào làm ranh giới cho sự tội phước, và cũng như tường phên ngăn chặn mọi việc háo thắng tội lỗi của người. Mà kẻ nào biết gìn giữ luật giới thì sẽ được thành công đắc quả, còn trái lại, kẻ nào phạm giới thì khỏi cần phải hỏi ai, mình cũng tự biết không bao giờ chứng quả, mà còn phải sa đọa vào cõi u đồ thống khổ là khác nữa. Tóm tắt bài giảng hôm nay, với cái thiện ý của tôi khuyến khích đồng đạo nên mừng những việc lành, nên bỏ các điều ác. Dầu rằng những điều lành rất khó làm, nhưng vẫn gắng làm cho được, cũng như các điều tập nhiễm đã quen rất khó bỏ, song phải trì chí để bỏ tất cả. Như thế việc của ta muốn gặp Đức Thầy hay thành đạo ở một ngày kia hẳn không khó. Yêu lẽ thiền khiến tôi giảng dạy, nhắc chư hiền nhớ lấy tu cần. Bởi cuộc đời thay đổi quá gần, vì sự thế biến di rất gấp, muốn cho kẻ thật tâm tu tập, nên gọi người cần kiếp chớ buông. Phải gượng mình để có qua chuông, cần gắng chí ngày kia thoát khổ. Bồn đạo thầy rất như lá đổ, bởi luồng giống vật chất thôi nhiều, nên ít ai còn giữ quy điều. Thấy nhiều kẻ phạm vào giới luật, chẳng còn muốn trao dồi đạo đức, không toan lo khuya sớm chuyên trì, sợ ngày kia gặp nỗi sầu bi, e giờ chót đeo mang tay ách, mới kêu gọi lương dân đủ cách, thêm nhằn nhẹ thế sự mọi điều. Mong giờ nháo hành thiện sớm chiều, ước sao chúng khỏi điều thông thiết, còn chi quý hơn nhà Nam Việt, đến sau này có đấng thánh quân, kẻ trung lương sẽ được hưởng ân,
người bội phản phải đành tiêu tần. Cơ hội ấy người lành gặp dần, còn bây giờ lão ly phải đành. Chỉ gắn công khuya sớm tu hành là mới khỏi khổ lao đưa lại. Đã quyết chí tu hành đừng nài, lòng mến thầy cái đắng không màng. Miệng bước lên chiếc bát nhà thoảng, hoặc tay nắm được kiếm cán gầy. Để trừ diệt những loại tà quấy, hầu vượt qua khổ hại một phen. Cuộc hồng trần tuy qua tối đen, nhưng đã có sẵn đèn trí huệ. Khả xoay đó đi theo kẹo trễ, mới khỏi ngày bỏ phế việc mình. Người đời nay cứ mãi chống kình, lo trao trĩa thân xinh dốc đẹp. Nào xuân phân mở dầu dài dép, thêm vòng vàng chuỗi hột áo quần. Muốn thân mình đủ cách tối tân, để khoe sức với người lẫn cần. Làm lắm việc rất nên nhớ bận, ghi tuổi phiền các đấng tiên nhân. Đến ngày kia e khó bảo thân, phải chịu nỗi lao lung biết mấy. Hỡi đồng đạo từ nay xét lấy, sự tu hành tinh tấn một lòng. Cũng chớ nên rài bưởi mai bồng, khuyên đừng có thay đen đổi trăng. Tâm Phật giao sớm chiều uống nắng, tánh Bồ Đề mai tối luyện rèn. Chẳng biết phân kẻ lạ hay quen, đều một và thương yêu tất cả. Để có thể cứu nhau khỏi rã, hầu dắt diều đến hội Long Đình. Nay dầu cho gặp lắm tà tinh, ta cũng cứ tâm thần vững chắc. Vậy mới được Bồ Đề quả đắc, làm cho mình sao đặng sống còn. Lại xong rồi bốn phần tôi con, không còn hổ giống người đất Việt. Lời giảng giải đây lòng thành thiệt, tiếng nhủ khuyên toàn lẽ bi ai. Chỉ muốn cho đồng đạo gái trai, đồng gắn gỗ sớm ôm như một. Thấy những kẻ tu hành trồi sụp, khiến lòng đây như lửa đốt vào. Thế cho nên lắm tiếng kêu gào,
chẳng hề oán thân đau hay mạnh. Nhưng xét thấy vừa đời tránh cành, lời khuyên như nước đổ lá môn. Biết làm sao tất cả đồng tôn, khi nghe lấy một lòng phơi phờ. Như vậy mới rối này được gờ, bằng trễ bê khó sợ được nào. Vẫn hỡi ơi nhìn cảnh bên tàu, rồi ngắm lại đông bao Nam Việt. Thấy việc kẻ việc mình phải biết, biết rồi làm tinh khiết nơi lòng. Có mấy khi khai mở qua lòng, lại ít gặp lập phong thần hồi. Ngày thế giới năm châu thay đổi, chỉ sống còn những kẻ tu hiền. Thương bao nhiêu hung ác lụy phiền, đâu còn được coi miền bãi núi. Ngài lập hội thấy nằm như cùi, còn máu kia tựa suối chảy ầm. Trước cảnh này ai cũng đồng tâm, huống hồ các thần tiên Phật thanh. Nhưng rồi cũng khó phương cứu rảnh, bởi nhân không toàn thiện phải mang. Lời khuyên rằng người hãy sửa sang, lẽ khuyên khích kẻ nên liệu lường. Khuya với sớm Di Đà hằng tường, trưa cùng chiều lục tử chớ phai. Sau chữ này cứu khỏi quả tay, lại cũng được đưa về cõi Phật. Bởi thế sự khổ sầu chất ngất, vì tuồng đời khúc chiết quá nhiều. Nên Phật tiên ban rải luật điều, mà chữ chúng cơ hồ chẳng dư. Bởi lỗi đó nên thiên hạ sự, càng ngày thêm tai nạn dập dồn. Chỉ chờ ngày có linh chi tôn, để phân xử mới sống cuộc thế. Lời khuyên nhủ kéo người bê trễ, tiếng gọi kêu e chung lặng lơ. Lời khuyên răng mong chớ làm ngơ, sự khuyên khích hãy cần phân tân. Tu thì phải giữ lòng tin cần, không vì ai giàu có bở bưng. Cũng chẳng nên ưa kẻ nịnh gần, lại trừ hắn mọi điều tửu sắc. Bổn tâm vẫn giữ màu trong vắt, việc làm hằng chân chánh luôn luôn. Dẫu rằng trong cuộc thế quay cuồng, mình quyết được vững lòng đi tới. Sự nhắc nhở đạo đồng ơi hời, bởi xác này chưa mấy mạnh lành.
nên đôi lời khuyên nhủ tu hành, giảng đây dứt để tình ghi nhớ. Dứt giảng xong rồi, hỡi Bá Gia, với lòng ghi nhớ chớ rời xa. Xin chào đồng đạo nam cùng nữ, tuần tử để rồi có được bước ra. Tháng 8, tại ngôi Tây An Cổ Tự, đêm 11 nhân vía Đức Phật Thầy Tây An Tịch. Kính chào tất cả đồng đạo nam nữ. Nay và mai kỷ niệm ngày Đức Phật Thầy Tây An nhập tịch. Không biết lấy chi để đáp ơn Đức Phật đã đem lòng từ bi giáo độ chúng sanh, cho đến khi bỏ xác mà cũng vẫn còn trở lại nhiều lần, cứ tiếp tục công cuộc quằn quá như xưa, quyết cứu vớt chúng sanh lớn nhỏ trong cõi ta bà. Hôm nay thấy cần đem nhắc lại những điều đạo đức, các lẽ huyền thâm của Đức Phật đã truyền dạy bấy lâu, để chư đồng đạo nhớ rõ mà tu hành cho được tiến triển hơn trước. Ân trên Đức Phật thấy biết toàn cả nhân sanh mang cái quyển thân thì không một ai được trường tồn, mà chỉ thường sống ngắn ngủi và chịu mọi nỗi đau khổ, để rồi cũng đến chỗ biến hoại như bọt nước. Nên Ngài đem cái thuyết nhân quả luân hồi giảng nói cho các chúng sanh, lấy đó kinh sợ mà tránh những điều ác bạo, hầu tạo lấy sự nghiệp chân chánh, cho ngày kia được hưởng mọi sự vĩnh cửu hơn. Song muốn thoát cái khổ quả ấy, cần phải đặt đức tin đầy đủ trên đường đạo pháp, gìn quy củ trong luật giới và tạo các nhân lành, thì chư vị Phật tiên thần thánh sẽ ủng hộ cho mình đến chỗ trọn tốt. Ngược lại, việc làm của mình giải tà hung ác, trái lẽ nhân luân, không lòng từ ái, chỉ biết xu phụ theo lòng ích kỷ tổn nhân, thì mọi ác thần ma oán thừa chỗ hư trống ấy mà xô đẩy, quyến rũ mình theo chúng làm các việc tội lỗi hung tàn. Đến ngày kia có thể chống lại những bậc chân chánh, để rồi phải bị đày đọa, mà không dễ sanh được làm người Phật tiên chi cả. Giả lại, kẻ đã đặt mình trên đường đạo đức với mục đích giải tỏa mê lầm, đánh tan nghiệp chướng, lần đến cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của tiên Phật, đâu còn luyến ái cõi trần là nơi mọi người phải đổ ra bao nhiêu khổ nhọc mà không đủ ăn đủ mặc. Hỡi đồng đạo, một khi chúng ta nhận con đường đạo pháp vốn cao siêu màu nhiệm, có thể giúp ta trở nên giác ngộ như Phật, lẽ cố nhiên bước đầu ta phải tuân thủ quy giới cho tinh nghiêm, và đến khi được thuần thục tánh lành, nhất là kẻ học đạo cần phải có hạnh, đạo hạnh phải đi đôi mới là đầy đủ ý nghĩa của người tín đồ nhà Phật. Hơn nữa, nếu kẻ đã hâm mộ đạo lý mà không đức hạnh thì không bao giờ chứng quả. Ví như người đói mà không ăn vào thì chẳng no,
lại chẳng khác nào thuyền không đáy, không thể chở người qua bên kia sông được. Gia dĩ người biết tôn thờ đạo giáo, phải cho lễ độ hiền hòa, nhu thuận, kính nhường và có cả đức tánh nhẫn nại nữa, mới đáng cho là người thật tâm tôn thờ đạo giáo. Những đức tánh này chúng ta cần phải có, vì nó tiêu biểu mọi sự cao quý của kẻ học đạo và cách xử thế trong xã hội. Nếu không có nó, chẳng khác nào đi đêm không đuốc, sẽ có nhiều sự nguy hiểm đến mình. Thưa đồng đạo, lúc nào tôi cũng lấy làm đau buồn, thấy có những người không vâng lời của Đức Thầy dạy bảo, chỉ biết nghênh ngang, sắc sược, táo bạo, hung hăng, không làm việc chi cho đất nước, cho tổ tông được nhờ, mà thấy họ chỉ làm tai hại đất nước, nhục nhã tổ tông, bại hoại luân lý, và làm cho không biết bao nhiêu người vì họ mà chịu mọi nỗi khốn khổ vật chất lẫn tinh thần. Những điều ấy giai do không gìn đức hạnh mà ra. Những hạng người đó họ cũng vẫn nhắc nhở Đức Thầy, có nhiều khi họ còn khóc lóc mướt ma. Song kỳ thật, bên trong của họ không giống như bên ngoài, như cách nhắc nhở khóc lóc ấy, nên họ tuy thờ phượng mà không cúng lại, không giữ giới, và họ thường đảo ngược lại những lời dạy bảo trong kệ giảng. Như một vài trường học cấm uống rượu thì họ uống và nấu rượu, cấm cờ bạc thì họ đánh và chứa cờ bạc, vân vân. Thưa đồng đạo, vào buổi hạng quân này, cả thảy chúng ta đều sống trong nhà lửa tam giới, chỉ trong nháy mắt có thể bị chết thiêu trong ấy. Song được có Đức Thầy kêu gọi chúng ta, nếu chúng ta nghe theo thì sẽ ra khỏi nhà ấy, được sống sót yên ổn, tạo lập lại gia đình rộng rãi hơn, yên tĩnh hơn, tức là cõi thượng nguyên hay nước an lạc vậy. Trong dịp này, nếu chúng ta để trôi qua không hưởng ứng theo sự cứu khổ của tiên Phật, thì đến một ngày kia, trong lúc hấp hối, dẫu ta có phát tâm trai giới, lắm tiếng khẩn cầu cũng không cứu mình khỏi phúc tiêu diệt được đâu. Như thế ta không làm xong các bổn phận. Một, không báo ân đất nước được một phần công lớn nhỏ nào. Hai, không đáp tạ nghĩa sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Ba, không làm xong các lời dạy dỗ của Đức Thầy. Bốn, trong khoảnh sống đã thọ ân nhiều người giúp đỡ mà không làm được những việc chi có phúc lợi để đền đáp lại. Bốn lỗi ấy kẻ phàm phu không nhận ra làm bản tác. Huống hồ Phật tiên các ngài đã thấy xa hơn, hiểu rõ hơn, thì có lý nào dung trữ ta được? Nghĩa là các ngài không bao giờ tiếp độ ta đâu. Hơn nữa, chúng ta nếu nghĩ tới ngày Thượng Nguyên là một ngày đổi mới của xứ sở, trên Chúa thẳng, dưới tôi hiền, đời sống của toàn dân được sang phẳng ấm no, nhất là được hòa ái, thì bây giờ chúng ta hãy sửa mình chân chánh, gác bỏ việc hung tàn mới đến được ngày ấy. Vì cõi Thượng Nguyên chỉ dành cho những người hiền lương, chánh trực, không tiếp nạp những kẻ xảo trá tội lỗi. Thưa đồng đạo, nếu chúng ta tin nơi lời của Đức Thầy là sự thật, cũng như tin nơi luật nhân quả chẳng hề nói ngoa, thì hãy gìn lòng trong sạch, giữ việc tốt lành, và lúc nào cũng chắc chắn có sự giúp đỡ của ơn trên, làm cho mình đến chỗ trọn lành trọn sáng để cứu vớt tổ tiên cha mẹ và các loài. Vả lại, sự tu hành rất hữu ích cho xã hội. Nếu ai giữ lấy sự hiền lương chất trực,
không tánh tham lam, ngạo mạn, tật đố, kiêu sa và không làm điều trái ngược đạo lý nhân luân, thì đó là một phương pháp đem lại yên vui hạnh phúc cho mọi người. Như thế, ai còn chối cãi vì không nhận việc tu hành đạo đức là hữu ích để sấn sước đi tới? Giả chăng hiện giờ các cuộc thù hằn chém giết dằn dai ấy chẳng qua bàn sàn của tạo hóa lựa chọn người hiền đức và cũng là để trả xong oan gia trái chủ giữa nhân loại. Tuy nhiên, Đức Ngọc Đế và Đức Phật hết sức tìm cách làm cho chúng sanh ăn năn hối cải các việc tội lỗi đã qua và sắp tới, trở lại thi hành mọi việc phước điền mới có thể đủ điều kiện sống sót đến ngày hội lâm qua. Để nhắc lại ngày hội ấy, cả bầu trời chuyển động, các cảnh giới hiện ra khổ nổi, chúng ma dương xô đẩy bao người vào cảnh chết chóc một cách thê thảm, trừ những kẻ đủ đức hạnh vững tinh thần mới không bị lũ nó ám hại. Trong cảnh ấy, dù rằng người từ trước đến giờ không biết niệm Phật, cũng hốt nhiên niệm Phật. Họ niệm để cầu lấy sự an ổn, sống sót. Đành rằng Đức Phật bao giờ cũng độ tận chúng sanh, nhưng chỉ độ được người làm lành, làm phải, ăn chay giữ giới. Trái lại, kẻ gian ác, bạo tàn, không biết tôn thờ trời Phật, mẹ cha, thì Phật Ngài không thể tiếp độ cho họ được. Nên Đức Thầy có nói: Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Giả chăng đối với kẻ ác, bao nhiêu việc làm của họ chỉ gây đau khổ cho người đời và trở ngại việc hoằng hóa của chư Phật. Họ với Phật cách xa nhau một trời một vực. Giữa hai luồng tư tưởng không đồng nhau thì chẳng hề được thông cảm nhau. Nếu họ không hồi tâm phá sạch bức tường ác nghiệp đang làm chướng ngại với những kẻ này, trong lúc họ làm ác chỉ vì nghiệp mê xúi dục, nếu họ cứ làm mãi như thế thì giữa Phật với họ không gặp nhau. Nhưng sau một niệm tỉnh ngộ, họ với Phật sẽ gần nhau như cây với trái. Như thế thì kẻ ác đâu phải là không thể hối ngộ để đến chứng quả được, mà chẳng gấp rút cải tà quy chánh lánh dữ về lành. Tóm tắt, sự tu của chúng ta hiện giờ thật đại hữu ích, đại phước duyên. Hữu ích ở chỗ làm lợi phúc cho đồng bào nhân loại. Phước duyên được nghe đạo, được gặp Thầy là điều không thể dễ cầu. Chúng ta không đến nỗi ngu mê, nhờ Đức Thầy dạy dỗ, biết luật nhân quả, học hiểu kinh sám, chỉ còn có bổn phận thi hành theo đó một cách chí thiết sẽ được đến chỗ thành đạt nguyện ước. Trên dương thế xiết bao tay khổ, ở trong trần nhiều chỗ cấn gai. Sự tu hành đầm đảo gây trái, hãy trì chí gặp ngài thương cô. Nhờ ơn Thầy dày công dạy dỗ, tướng Phật trời thương xót thấy trần. Nên sách ban cho các thánh thần, xuống trần hạ giải bài đạo lý. Kẻ được biết cuộc đời mong mì, gắng tu hành sẽ được siêu thăng. Người mê si đạo đức bỏ lăng, ngày chung
chung cuộc xác hồn tiêu tần. Ta hãy gánh làm tròn bổn phận của tổ thầy dạy dỗ bấy nay. Trên đường tu nhiều chỗ gốc gai, kẻ trì chỉ không hề nao núng. Coi sám giảng thiệt hành được trung, xem thời trời liễu lượng cho cân. Bởi nay đã cảnh giới hạ nguân, trời Phật định gần ngày tiêu diệt. Thương những kẻ mắt không thấy biết, tưởng ngày giờ còn mãi kéo dài. Nên sự tu lầm để chuyển lại, không còn được như hồi buổi trước. Đến ngày kia hắn đành thiếu phước, không bao giờ hướng đành sống còn. Bước tu hành xem qua mọi mòn, mà nhìn sanh chúng lòng đau tở cách. Nên trong lúc đức thầy vắng mặt, thánh sĩ này dùng lẽ nhu khuyên. Để thức nhau trong giấc triền miên, hoặc gọi kẻ lầm còn ngờ vực. Để có thể tăng cường nghị lực, hầu vững vàng chi sức tu hành. Gặp phải đường gai gốc nhọc nhanh, nếu sân sước có ngày thành tựu. Chuông thúc nhạc trên đền linh thiêu, vọng hiền hòa ở giữa gian đường. Kêu gọi nhau chỉ tỏ lòng thương, đâu hề có bài trò bươi móc. Cốt chỉ biểu cho người tầm gốc, để ngày kia hầu được hướng nhờ. Thương cùng nhau trong lúc tối mờ, nên phải ráng nhắc cho đường lối. Thầy vắng mặt ta như người tối, có biết đâu đàn nẻo để đi. Không lẽ nhau cứ mãi ngồi lì, cũng phải ráng lần dò để bước. Hỡi ai kẻ tâm còn báo ngược, kể từ nay khuyên hãy răng chừa. Nên nhìn coi ngày tháng sớm trưa, thật mau chóng khác nào tên banh. Thay thế cũng biết đời thúc ngắn, còn chi mà không ráng tu hành. Mãi để tâm vào việc cạnh tranh, tiền của ấy tưởng đâu dài dằng. Khuyên người nhớ đời này như cằn, có một ngày sắp đổ bây giờ. Đã
nhiều nơi cảnh vật sơ rơi, nhà với cửa điêu tàn bằng đìa. Cả nhân loại sẽ còn mất vía, xác chồng lên như núi càng ghê. Cõi trần còn chi nữa mà mê, hãy dẹp gác để lòng tu niệm. Nhưng cũng phải ăn cần ở kiềm, để lâu dài đặng có tu hành. Đừng xa qua theo thói thường tình, đã phí của lại thêm vô ích. Nay sanh chung trong vòng tối mịt, hãy tìm phương để lánh chân ra. Còn chi mà cứ mãi giận già, việc sai tới e người khó liều. Nam với nữ đôi bên ráng hiểu, trẻ cùng già hai phía nghiệm suy. Cuộc đời này sắp đến biến di, cỡ tạo quá ngày kia lặp lại. Hằng mạc thế không hề tồn tại, chỉ còn điều chân chất hiền lành. Ai được nhiều công đức tồn sanh, kẻ thiếu phước phải đành mất xác. Lời khuyên nhủ chỉ anh cô bác, tiếng gọi kêu đồng đạo nữ nam. Trò đời này như quyển đừng ham, cuộc thế đã mong màng chờ mến. Thuyền Bát Nhã Phật tiên đã đến, còn chi mà chẳng bước xuống đi. Nếu dần già thì gặp hiểm nguy, chừng ấy mới ăn năn sao kịp. Trên đường đạo lắm người bỏ liếp, cửa phấn son nhiều kẻ chen chân. Ôi trên đời không thấy chỗ mừng, mà chỉ ngắm nhiều điều buồn tham. Thương những kẻ bị màn hắc ám, chẳng rõ thông thời thế vị lai. Nên tu hành chẳng có miệt mài, đến ngày chót ô hô một giấc đã tiêu tận đi rồi xác thịt. Còn mất tan luôn cả linh hồn, làm bụi bùng kiếp số ngàn muôn. Sao rồi mới dần dần tỉnh lại, cuộc tuần hoàng nghiêm suy kinh hài. Hỡi đạo đồng gắn chí tu cần, còn chi mà cứ mãi lửa lần. Hãy tinh tấn một đàn đi tới. Thương Đức Phật vào trong tam giới, chịu nhọc nhằn để giải nhân sanh. Thương những người tuy đã siêu hình, mà cũng phải trở mình đổ chung.
Bởi sắc lĩnh Tây Phương mở rộng, nên dầu ai cũng phải lập công. Phật Thánh Tiên đã có hội đồng, mà định phương hướng mỗi người mỗi chỗ. Tùy duyên nghiệp tùy theo trình độ, để mà lo dạy dỗ người đời. Kẻ thiệt tâm chân chánh không rời, người giả dối bảo tàng chẳng băm. Lời khuyên nhủ đạo đồng hãy thấm, để về nhà trao tấm lòng mình. Đến ngày kia mới được tồn sinh, bằng chăng vậy sau này đại khổ. Lời nhắc nhở nào đâu ai ủ, tiếng nhủ khuyên không có ngã nhân. Muốn cho người bền vững tâm thần, hầu đến được long vân kỳ chót. Vậy mới gọi là mình nối gót của tổ thầy với các người xưa. Đổi lời lành khuyên nhủ hãy ưa, để trao trìa cho mình thêm chánh. Bởi xác thân sĩ thanh chưa mạnh, nên ít lời khuyên nhủ đạo đồng. Giảng đến đây cũng đã vừa xong, xin chào hết đạo đồng nam nữ. Giảng đã hết rồi, hỡi nữ nam, nghe rồi nghiệm xét, xét rồi làm. Khuyên đừng ra lộ rồi quăng hết, để phải buồn tanh cái xác phàm.